xin chúc mừng cho Hội Phụ Nữ Hà Nội, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tiến Luân và trường đại học Việt Nam Dân Sinh Khí và Dịch của Bệnh viện Đa Khoa Quang Sinh. Tôi là một sức khỏe ngoài đời và gia đình. Xin chân thành kính mời các bác sĩ thực hiện bài biểu diễn của mình.
Nguyễn Thế Ái, võ thái học học viện. Xin trân trọng giới thiệu tập thể võ sinh vô vàn cầu lông chất ông. Thank you.
办有些不会走，七八九五就出现了。
võ đường Hoa Lâm huyện Đông Bắc, gặp võ sĩ góc đài xanh Nguyễn Công Tuấn, võ tổng hợp câu lạc bộ Thanh Trì. Trọng tài này thu quyền vị các trọng tài giám định: số 1 Đình Vân, số 2 Văn Dương, số 3 Xuân Giác, số 4 Đình Lân, số 5 Văn Tài. Ban tổ chức nhân này hạng cân 64-68 kg trận đầu vòng. Võ sĩ góc này đỏ Nguyễn Phú Xuân, võ đường Hoa Lâm huyện Đông Bắc, gặp võ sĩ góc này xanh Nguyễn Công Tuấn, võ tổng hợp câu lạc bộ Thanh Trì. Trọng tài này thu quyền các trọng tài giám định: số 1 Đình Vân, số 2 Văn Dương, số 3 Xuân Giác, số 4 Đình Lân, số 5 Văn Tài. Oh!
Hiệp thứ hai bắt đầu. Thank you.
聪明。ban tổ chức công bố các trọng tài khởi nguyên tỷ số ăn đông đã thành công tại chỗ quý thứ ba thuộc về Nguyễn Tấn Tuấn võ phái võ đồng hợp quý thứ ba thuộc về Nguyễn Phú Sơn võ đường võ đông xin chúc mừng hai vận động viên trận đấu tiếp theo 72-75 kg của nam võ sĩ mắc tay đỏ Nguyễn Tấn Xuyên Bình Minh Gia Phương Đông gặp võ sĩ mắc tay xanh Trần Văn Thịnh trung tâm đào tạo tài năng trẻ Bình Minh Gia trọng tài này Đăng Văn các trọng tài xác định số 1 Xí Lai số 2 Hồng Quang số 3 Quốc Tuấn số 4 Tam Tuấn số 5 Thu Thủy Thank you.
3 4 5 6 7 8 9 10 thắng như vậy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.